Xin chào sao sáng nha các thành viên sao sáng. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 sinh nhật ngày tháng 5 rất là đẹp. Nên là sinh nhật của ba thành viên trong nhóm sao sáng của chúng ta. Một là em Hải, hai là em Phượng, ba là em Thảo. Nhân cái buổi sinh nhật hôm nay thì cũng chúc mừng cho bạn Thảo được thăng chức nha. Em Thảo từ phó bí thư đảng ủy của phường hiện nay lên làm phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra của quận ủy. Chúc mừng. Thay mặt cho nhóm thành viên sao sáng, xin chúc tất cả sao sáng của mình được nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Đặc biệt là chúc cho ba bạn sinh nhật trong tháng 5 luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui. Trẻ phải không già. Hát đi nha.